Ê, ra trước đi cháu. Nhìn cháu đẹp trai mà. Trời ơi, con học giải dạy cho mình. Cho chú hỏi nghe, chú nghe nói á, chú nghe thiên hạ đó, giang hồ á, họ đồn là ở Long Khánh này mới về một chiếc xe rùa từ bên Nhật về mà nó mới chen con. Đúng rồi, coi đó coi chú. Năm coi chú con bự. Chú con bự hả? Dạ đúng rồi. Nếu ai mua gọi số điện thoại mấy? 0844 08 5555. Dạ. Gặp anh nào? Gặp anh Vũ. Gặp hoặc là 0918 15 44. Như cái chiếc này thì mình có báo giá không? Chiếc này bên em báo giá cho hơn 100 triệu xíu. Hơn 100 triệu. Đó là chở được bao nhiêu tấn? Thôi nó chở thì nó có số ký đây chú. Trên tấn. Trên tấn. Đúng rồi. Trên tấn. Tấn 6 à? Trên tấn. Đây nè, 1600 ký. Đúng rồi, trên tấn đó. Chạy 8 km, 85 km. Trên 1 giờ. Trên ngày. 27.5 bs. 27.5 mã lực. Đúng rồi. Tổng trọng lượng của xe là 4.545 ký. Dữ vậy. Dạ đúng rồi. Nặng dữ vậy. Con nghĩ không tới chú ơi. Con nghĩ là nó vừa tổng trọng lượng là tính chắc nó tính cả cái mà cái chở luôn. Cả cái chở luôn mới được chứ, xe này là bị được đó. Không cả cái chở chở cái xe luôn. Chở 1 tấn 6 rồi. Đúng rồi. Chở 1 tấn 6 rồi. Cái xe này ở bên Nhật có lẽ là nó sử dụng nó không dùng chở xi măng ha. Đúng rồi. Nước sơn đồ rin nó vẫn còn ok ha, chở đá nè. Đúng rồi. Thấy cục phải không? Dạ. Nó lấy máy xúc, nó xúc đá lên để chở 1 tấn mấy đá. Vỏ lốp rồi còn ngon không? Ngon chú. Vỏ Bridgestone luôn ta. Dạ. Cái này có bơm hơi không? Bơm bằng cả bò. Bơm bằng cả bò bơm hơi chú. Anh xích bằng cả bò thôi chứ bơm hơi. Cái này là nó là cái nhông, cái bánh xích này kêu bằng răng thưa hả? Không, chú này răng bước 1 nha. Hai bước nha. Bước 1 chú nè. Nè. Bước 1 chú, bước 1 mà. Bước 1 à. Bước 1 hết đúng rồi. Còn có cái nó khích khịch là kêu bằng gì? Này bước 1, này bước 1 hết chứ không bước 2. Bước 2 là sao? Bước 2 là 2 bước, 1 2 bước bỏ bước. 2 là lấy 1. Không em bằng bước 1, 1 em. Bước 1 em hơn. Đúng rồi. Thì cái bánh côn này nó còn cái độ dày, độ còn mới được cao không? Nó còn quá dày chứ. Nhưng mà nó chưa có cái mòn chứ nào này. Mới luôn. Nó chỉ có mòn nhẹ gấp này thôi. Cái bộ mà bộ Kỳ đá. Cái bộ này dính của mấy con máy đào quá ha. Dạ đúng rồi chú, nó chạy bằng thủy. Nó là nhông hành tinh. Đúng rồi, chạy bằng thủy. Cái này mà nó chưa xét chưa gì nó còn ấy ha. Quá đẹp. Đẹp rồi, 4 bánh phôn. Đúng rồi. 4 bánh đè. Đúng rồi. Ủa nó không có xài bánh đỡ ta? Không chú, nó xài cái nó đỡ bằng một cái ấy thôi. Cái bố thôi. Đúng rồi. Ở đây là để nó kéo à? Dạ, đúng rồi. Coi là bây giờ nó có rùa thỏ nha. Rùa thỏ hả? Nhanh chậm. Nhanh chậm. Đây. Đúng rồi. Rồi tay lái như vậy thôi. Đúng rồi. Nó không xong, nó không xài tay lấy tròn đó. Tới để lui thì lui. Ủa còn cái yên này mình đóng lại chưa hay là yên riêng nguyên bản? Ồ, yên da về từ Nhật luôn. Đúng rồi, về. Con này con về chỉ xịt nước xong mà không có rửa sơ đẹp thôi. RT 300. RT 300. Ủa cái này dập dầu. Lật lên đổ dầu dưới này. Dầu đúng rồi. Ồ, đổ dầu đây. Làm tính ra cũng tiện lợi ha. Dạ. Coi nó có nhét vàng, nhét đô, nhét gì dưới đâu. Nhét yên, nhét gì không? Rồi cái đầu nó hướng nào? Đâu cái này chú? Đèn đâu? Không có đèn chú, bây giờ không có đèn. Vậy là xe này không chạy đêm mà. Mà chú có đèn chú, hết gắn đèn thôi, đây có đèn này. Có đèn, có điện đèn anh chứ. Mà vậy nó thiếu mà chưa gắn. Đèn đây, điện đèn nè. Nó gắn trên này. Đúng rồi. Động cơ. Có nghĩa là chạy tới. Động cơ này. Hanic này là của hãng nào? Hinomoto. Hinomoto. Ủa? Cái Noto tại sao sử dụng động cơ của Isuzu là của thằng Isuzu? Đâu còn biết được đó, thằng Nhật lắm. Ở bên Nhật nó sao ha? Nó cái máy nhìn, cái máy khỏi phải chơi chỗ nào. Cái này đúng ra mình phải tháo cái ấy ra nè. Lúc B đúng rồi. Đúng, tháo lúc B nè. Dạ. Nếu mình dứt khách mua mình phải hỏi khách trước. Nhiều khi, nhiều người ta phải muốn riêng về là đừng tháo. Không, phải tháo ra cháu. Đúng rồi, biết tại rồi. Vì nó nước của nó ở bên Nhật là nó xài nó nước đá. Còn Việt Nam mình cái nhớt nha, có cái nhớt luôn nha. Có cái nhớt. Có kết giải nhiệt nhớt luôn. Đúng nhớt rồi. Khi lực á. Đúng rồi. Này bạn có giá nè. 300 nè. Có giá đây luôn hả? Bạn có giá luôn 2 lít. Bao nhiêu tiền? Không biết được. Bao nhiêu yên? RT 300 nè. Cái này mới chạy 1360 giờ. Đúng rồi. Đúng không? Dạ. Ngày này cái bản chi tiết về cái ấy nè. Giá thì nó không báo, tại giá nó đóng
đấu giá ngày 5 tháng 12 năm 2003 mới đây mà về Việt Nam sớm ha. Dạ đúng rồi. Lẹ ha, đây là tem nè. Đã có người mua lại dán tem đỏ vô nè. Là đừng có hỏi nữa nè. Rồi. Bơm bê tông vô nha. Hả? Bơm bê tông nha. À, cái bộ bơm mà bơm để chạy nó bê tông, cho bê tông. Cái động cơ nó là bơm bê tông. Đúng rồi, bê tông là may, đúng rồi, bê tông. Bơm bê tông mới lái chát. Mới chát luôn. Tháo tháo ra rồi ạ. Dạ mà tháo ra rồi đấy chú. Đi tháo ra kia là mình coi cả bơm bê tông hay bơm nhông thôi mà coi cả bơm bê tông. À, bánh bên này cũng còn đẹp chứ hả? Đúng rồi, hai bên như một, đúng không? Nhớt là rin về là chưa chăm nhớt là luôn nè. Nhớt rin mà còn mới chen về luôn. Chưa chăm nhớt luôn. À, nó có viên bi rồi hả? Dạ. Nhớt rin mà mới về là quá ok rồi đó. Con này... Sao nắp này nó ốc đi nắp rồi. Con này lâu lâu về đường con đẹp, cực kỳ đẹp. Đâu cháu đề thử nổ máy lên bên xuống cho coi. Đâu đúng được. Dễ dàng vậy hả? Cái anh tay nhỏ quá nó rung. Để nó. Đó coi tôi đẹp á. À. Nhỏ quá rung đi. Máy này bao ngon nha. Bao hơi bao hám luôn. Bao bao hơi hám. Đổ hơi. Bao đổ hơi. Đồng hồ hoạt động hết nha chú. Hả? Đồng hồ còn hoạt động hết nha. Đầy đủ hả? Đầy đủ hả chú? Đồng hồ nè, bông nè, báo dầu nè. Hồi nãy trong đó nó ghi nhiêu ra ngàn mấy trăm giờ, nè, ngàn 1360 giờ tôi chính xác luôn. À. Rồi. Cái kia nó ghi nhiêu giờ? 1360 giờ, bây giờ mình chạy thêm 1 giờ nữa nè, giờ mình chạy nữa nè. Bông báo dầu lên nè, đủ nha, đồng hồ đủ á. À. Dầu riêng trong xe của nó chở về vậy là đúng sao rồi? Chính xác đúng rồi. Còn bao nhiêu luôn à? Okay. Nó có kèn luôn hả? Cái này không có lắc đèn nè. À. Nè mua gắn cái đèn đây, cái đèn riêng đây nè. Bây giờ không có đèn thôi. Lắc thì tháo mất đèn rồi. Dạ đúng rồi, đèn đây. À cái khung kia là tự đổ luôn ta. Đây nó có nghĩa là cái tự đúng đổ. Đúng rồi, nó tự đổ, tự đóng chú. Tự đổ luôn. Hồ hoạt động quá ok. À. Over Ray-Ban. Quá đẹp. Quá đẹp, ga đây hả? Dạ ga. Quá to là nước đây hả? Âm 20 độ C. Áo bên nó nước là âm 20 độ C đó. Lạnh chứ hả? Ờ. Cái nước đó nó chịu được cái âm 20 độ C. Rồi, quá đẹp các bạn. Over là... Open là mở ra, còn over là hết mức. À đây. Tốc độ nhanh hết mức. Over. Tuy đẹp quá, coi này tuy là bọng rồi. Green. Chưa đụng chạm gì chưa. Đúng. Cái chưa. Xe này nó vẫn còn y. Chưa đụng chạm luôn. Có nghĩa là nó chưa khui ra. Đúng rồi, chưa hay khối một lần á. Chưa hay khối. Ừ. Đây, bộ mở tượng bung. Xài biết bao giờ mới hư ha. Dạ. Cái này về miền Tây chạy thì thôi chứ bao ha. Dạ. Bao ngon.
gầm nè, đó, gầm máy nè, gầm bệ rồi ok cho sạch sẽ khô ráo ha, tinh cẳng rồi đủ thứ hết. Mọi cái RT 300 Anis giá bán hơn 100 củ. Điện thoại 0844085555. Rồi anh em nào có nhu cầu cứ alo với anh chủ ha. Rồi mình chào các bạn.